bạn cái bộ sản phẩm thứ tư của hãng Elophot mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó là bộ đầu vít bao gồm 32 chi tiết, model là 23HK, đựng ở trong một cái hộp nhựa nhỏ xíu như thế này, cầm nó vừa luôn cái lòng bàn tay luôn. Hộp nhựa cứng, ở đây là mặt sau, mặt sau thì có một cái khuy cài. Đó, chúng ta có thể cài vào túi áo hoặc là dây thắt lưng, dây nịt á. Cái này có thể xoay 360 độ luôn. Đó. Rồi đây là mặt trước. Mặt trước là một miếng nhựa trong suốt, để không còn mở nắp ra mà chúng ta sẽ nhìn vào sẽ thấy luôn được các cái chi tiết ở bên trong. Đó. Khi muốn mở nắp hộp ra thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút ở chỗ này. Đó. Nhấn vào mở ra. Đóng lại nè. Rồi bây giờ mở ra nè, nhấn nút này. Đó. Mình sẽ đếm lại xem có đủ 32 chi tiết không nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Đủ 32 cái. Đây các bạn nhìn thấy mỗi cái khe cắm đầu vít sẽ có đánh số size và cái ký hiệu tương ứng với cái đầu vít đó. Ví dụ ở đây là đầu vít ba ke size PH1 thì họ sẽ để cái dấu là dấu cộng với số 1 là PH1. Ký hiệu cộng là đầu vít 3H hay là đầu vít 4 cạnh hay là ba ke Philip vân vân. Đầu vít sao mà có 4 cái khí nữa là thành 8 cạnh thì là đầu vít Bodizit. Rồi đây là đầu vít sao hình hoa mai 6 cạnh. Rồi đây là đầu vít lục giác hình 6 cạnh. Rồi đây là đầu vít dẹt thì sẽ có dấu trừ, hay là đầu vít 2 cạnh á. Tất cả các chi tiết được sắp xếp rất là gọn gàng, gắn theo hàng. Mục đích là để khi chúng ta sử dụng sẽ nhìn vào biết ngay là cái đầu vít mình đang còn đã nằm ở vị trí nào, rất là dễ kiểm soát nữa. Đây là một cái lỗ, một cái khe cắm. Tất cả các chân của các cái đầu vít đều là chân lục giác, thì cái lỗ này sẽ thiết kế vừa khít với cái chân lục giác này, để khi chúng ta gắn vào nó sẽ khít luôn, nó dính chặt vào đây luôn. Đó. Rồi ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 cái đầu vít ba ke size PH1, PH2, PH2, PH3 và PH4. Vậy là sẽ có 2 cái đầu vít ba ke. Tiếp theo là đầu vít Bodizit. Có 1, 2, 3, 4, 5 cái đầu vít Bodizit. Bodizit là viết tắt là PZ á. PZ2 có 2 cái đầu PZ0, PZ1, PZ2 và PZ3. Tiếp theo là đầu vít dẹt có 1, 2, 3, 4, 5 cái, gồm có size 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 và 8. Đầu vít sao gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái, size 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 và 40. Cuối cùng là đầu vít lục giác có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tương ứng với các size là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. Rồi ở đây sẽ có một cái đầu chuyển là cái đầu nối á. Cái đầu nối này là để chúng ta gắn với cái một đầu, đầu lục giác này là gắn với cái thanh tay vặn, còn cái đầu này là sẽ gắn với đầu tuýp. Ở đây có cái nút, cái viên bi để khóa đầu tuýp nè. Và chi tiết cuối cùng đó là cái thanh giữ đầu vít. Thanh giữ đầu vít này, đầu bên này là đầu lục giác. Ví dụ gắn vào đây. Đó. Cái chân lục giác của đầu vít chúng ta sẽ gắn vào cái đầu lục giác của cái đầu giữ vít này. Đó, gắn vậy. Còn cái đầu này sẽ gắn vào cái thanh tay vặn. Cái thanh giữ vít này nó có tính năng rất là hay nè. Bây giờ muốn đưa cái đầu vít vào thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên. Đó. Đẩy lên, đưa đầu vít vào, rồi thả ra, nó sẽ dính chặt ở trong này. Đó.
giờ muốn lấy ra thì chúng ta lại đẩy lên, rút cái đầu vít ra. Rồi ok, vậy là xong.